Rồi em xin chào quý vị nha. Em bán trên đường quốc lộ 24B A đầu 12 thôn Long Bình, xã Bình Đông, huyện Sơn Thịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha anh chị. Rồi thì hôm nay số kiên thiết Quảng Ngãi nè anh chị ơi. Số tối 12 nè. Tối 12 đầu tiên nè. Ngày 16 tháng 9. Tối 12. 9/11. 6/18. 09 18 27 36 45 50 64. Mình này là cái đài Đắk Nông nha anh chị, cũng ngày 16 tháng 9 luôn. 89 61 42. Rồi. 56 Quảng Ngãi nha anh chị, Quảng Ngãi nha. 73 32 23 12 14 88 Công Nam 97 97 Chiên Lam 97 41 86 60 60 này số cũng đẹp nha anh chị. Số 10 nè, 77 nè, 29 30 21 54 37 03 49 họ nha anh chị. Rồi hôm nay thì cái đài Quảng Ngãi anh chị số cũng được, cũng được trăm mấy tờ nha anh chị. Đó anh chị có ở gần xa khu vực nơi em bán thì thấy số anh chị lên mua tờ thì nhớ coi trước mắt là trước tiên là để ủng hộ em, và thứ hai nữa là mình cầu may nha anh chị. Rồi anh chị có nhu cầu mua số nè thì cái bọn Zalo cho em nha, số điện thoại 0968634712 ở ngân hàng Adibank 451220527326 nha anh chị. Đó. Buổi sáng công nhận đi làm rất là đông nha anh chị. Sáng em mới qua lấy số, lấy một cặp này vậy, 201 tờ, một cặp số, tôm tôm nha anh chị, tôm tôm số nhiều này, tôm tôm với đài Thời Thiên Huế nha anh chị, 60 tờ đài Thiên Huế, 150 tờ tôm tôm, nãy em mới dừng video em qua em lái nha anh chị. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị đã xem video của em nha, hôm nay em lấy mấy tờ với số đây nè anh chị. 341 tôm tôm nha, lấy cả 2 tà tao chứ không lấy nhiều. Cảm ơn quý vị anh chị đã xem video của em nha, cảm ơn, chúc anh chị chiều nay may mắn phát lộc phát tài nha. Ở đây em sửa xe đạp điện, bón chân gò cánh gò, anh chị nào có nhu cầu mình mua thì tới đây nhà của em bón ở nhà luôn nha anh chị. Chân gò và cánh gò đó, rồi em sửa xe điện thay bình điện luôn nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha, đã dành thời gian xem video của em nha.